chỉ điểm những nốt ruồi khiến khổ chủ mãi rước xui xẻo phiền toái. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của Nhân Tướng Học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong Nhân Tướng Học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao. Một số tướng mạo trời sinh đã là tướng tốt, nhưng bên cạnh đó cũng có tướng xấu. Nếu bạn có những nốt ruồi ở đuôi mắt, thắt lưng, xương đòn thì nên có phương án hóa giải hợp lý vì nó có thể lấy đi hết vận may của bạn. Theo các chuyên gia, khi mà xem tướng số con người, đặc biệt là tướng nốt ruồi, thấy rằng trên cơ thể của mỗi người có những nốt ruồi mang tới cho bạn vận may tài lộc, nhưng cũng có những nốt ruồi đem tới vận xui cho chủ nhân. Những nốt ruồi tốt thì giữ lại, còn những nốt ruồi xấu thì nên xóa đi để giải trừ vận xui. Dưới đây, các chuyên gia về nhân tướng học đã điểm danh những nốt ruồi mang tới vận xui mà bạn cần loại bỏ. Nốt ruồi mọc ở giữa khớp vai và xương đòn. Nốt ruồi này được xếp ở vị trí đầu bảng vì nó có tác động thẳng đến kinh tế, tài chính của khổ chủ. Chủ nhân của nốt ruồi sẽ luôn ở vào tình trạng túng thiếu, đói khổ, kiệt quệ về tài chính nếu không khôn khéo quản lý hầu bao của mình. Nếu một nửa của bạn có nốt ruồi mọc ở vị trí này, cách hóa giải là bạn phải thay người đó làm tay hòm chìa khóa trong gia đình. Đồng thời, phải luôn nhắc nhở, kiểm soát cô ấy hoặc là anh ấy trong công việc nếu họ làm kinh doanh. Tối kỵ, không bao giờ để người ấy tự quyết những dự án, kế hoạch có nguồn đầu tư khủng. Nốt ruồi mọc ở sau bắp tay. Với nam giới thì nốt ruồi này ở phía sau của bắp tay bên trái, nữ giới vị trí ấy ngược lại, ở phía sau bắp tay bên phải. Ai không may mà có nốt ruồi này mọc trên cơ thể thì khả năng cao sẽ rơi vào tình trạng cô nhi quả phụ, trẻ thì mồ côi, già thì mất người bạn đời. Nhẹ nhàng hơn thì hôn nhân sẽ gặp trục trặc nặng nề, luôn gặp bất hòa cãi vã với người thân trong gia đình. Đừng nghĩ rằng đến thẩm mỹ viện xóa nốt ruồi này đi là bạn sẽ nhàn thân nhẹ đầu. Nốt ruồi ở cổ họng, yết hầu mà có nốt ruồi trong tướng số học, coi đây là một đặc điểm không tốt, thường dễ gặp chuyện bất lợi, cần chú ý nhiều đến an toàn của bản thân. Nốt ruồi mọc ở gót chân. Nếu bạn tình cờ phát hiện mình có nốt ruồi mọc ở gót chân và nếu có màu đen nữa thì nên cẩn thận hết sức. Vì nhiều trường hợp trong thực tế đã cho thấy, những ai có nốt ruồi này đều gặp họa nhiều hơn là may trong thường ngày. Trong công việc thường xuyên bị cướp công hay là liên tục phải đổi chỗ làm. Trong cái rủi có cái may, nốt ruồi ở gót chân hoàn toàn có thể tẩy đi để tránh họa. Nếu cơ địa dễ để lại sẹo hoặc là vì lý do nào đó mà không muốn tẩy nốt ruồi, các chị em có thể dựa theo ngũ hành mệnh của mình để chọn màu đánh móng chân cho phù hợp. Có thể bạn không tin, nhưng còn một cách đơn giản và dễ làm khác cũng có thể khắc chế được tình trạng này là đi tắt quanh năm. Nốt ruồi sau cổ. Nốt ruồi mọc đằng sau cổ càng gần vị trí của đốt sống thì càng đáng sợ. Nốt ruồi này được xếp ở vị trí số 4 vì những ai sở hữu nó sẽ có đường tình duyên khá trắc trở. Hoặc là chính họ có bản tính đa tình hoặc là tuýp người nhẹ dạ cả tin nên hay bị lừa gạt trong tình yêu. Chớ dại dột nghe theo lời người khác xóa đi nốt ruồi vì xóa thậm chí còn gây ra hậu quả nặng nề hơn. Cách hóa giải đơn giản nhất là dựa theo ngũ hành mệnh của khổ chủ, mặc quần áo có màu hợp với bản mệnh. Nốt ruồi mọc trên núi đôi. Vị trí núi đôi ở đây cụ thể hơn là giữa hai khe ngực. Trong thuật tướng Pháp gọi đó là nốt ruồi lòng lang dạ sói. Đây là loại nốt ruồi hiếm thấy. Những người có nốt ruồi dạng này rất khổ sở trong quan hệ, giao tiếp hàng ngày vì dễ chịu khẩu thiệt và hay bị người khác vu cáo hãm hại. Cô gái nào sở hữu nốt ruồi này thì càng xinh xắn thì càng dễ gặp họa, nhất là những việc rắc rối liên quan đến tình duyên. Trên đây là những thông tin và những nét tướng khiến cho mệnh chủ tiền không có, phúc vận khốn khó, tài lộc không bao giờ đến. Và phần tiếp theo của chương trình lần này, Phong Thủy Gia Cát sẽ tổng hợp lại, rút ra những con giáp nào khi mà có vận những đặc điểm trên thì vận trình trong năm 2020 Canh Tý sẽ khó khăn, gặp phải nhiều trắc trở cần cẩn trọng chú ý. Tuổi Dậu.
Tuổi Dậu gặp cục diện tương phá, hại thái tuế lơ lửng trên đầu, vì thế nên bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn dẫn đến hiểm họa về tài chính. Về sức khỏe thì năm Canh Tý con giáp này không mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp cần lưu ý đề phòng. Thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, hay suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động nên khi gặp phải những rắc rối thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên, vì có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh trở nên khá đào hoa, có thể gặp những đối tượng hợp ý với mình ở những nơi như quán bar hoặc là những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm của con giáp này có thể phát triển nhanh chóng, nhưng cần phải biết giữ mình không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp sẽ kéo theo chính mình và rắc rối. Tử vi của 12 con giáp cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tử sắc thị phi. Không biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng của mình thì dễ vướng vào tai bay vạ gió, tự phá vỡ hạnh phúc của mình. Năm Canh Tý tuổi Dậu đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá, Tý Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, mà địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh không được thuận lợi trong công việc. Dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với đối thủ, khiến cho mọi chuyện không yên ổn. Bản tính bốc đồng lơ là cũng mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Bản mệnh dễ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề xung quanh xảy ra. Ngoài ra thì cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều thú vui bên ngoài. Vì thế cần tránh hết sức việc tham gia vào các hoạt động tụ họp không cần thiết, tránh giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh. Trong năm 2020, tuổi Dậu cần tránh đi đến những nơi âm u ẩm ướt hoặc là khu vực ven sông suối. Tránh nơi nhiều người hỗn tạp như là quán bar, quán rượu để tránh những chuyện rắc rối không cần thiết. Để bổ trợ cho thân mệnh, giúp gia chủ thích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Mệnh chủ tuổi Tý. Trong năm 2020, người tuổi Tý phạm thái tuế lại thêm có những nốt ruồi xấu đại kỵ ở những vị trí trên sẽ khó khăn càng nhiều. Thái tuế đương đầu, không họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc sống quá thực tế, hoặc là tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực và tăm tối, thể hiện qua những việc chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản, an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân, có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung, Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Con giáp này dễ mắc phải bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết. Những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp, song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy giá cát xin được nhắc nhở tuổi Tý trong năm Canh Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sầu sóng cả. Cần phải lưu tâm cả những nơi như là hầm hay là hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, người tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước là tám bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh.
là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Mùi, người tuổi Mùi gặp năm Canh Tý, thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý Thủy lộ xuất thiên tài và Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại, nên trong năm nay tuổi Mùi vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, thuận lợi trong việc buôn bán kinh doanh, tài chính hoặc thủy lợi nhà hàng. Thế nhưng vì năm nay là năm Phạm cục diện hại thái tuế nên dù là làm ăn khá nhưng vẫn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm, nếu không có sự đề phòng thì dễ gặp phải tổn hại do tai họa ngầm. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, thương quan chiếu mệnh còn đại diện cho những thị phi rắc rối. Vì thế, năm 2020 dù làm ăn, lợi lộc có sự phát triển nhất định nhưng tuổi Mùi dễ gặp phải tai họa khôn lường. Bản mệnh có thể gặp phải nhiều chuyện rắc rối nếu quá chú tâm vào chuyện tình cảm. Vì thế, khi mà đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai phải cẩn trọng, có con mắt tinh đời để phát hiện ra ai là người tốt kẻ xấu. Tốt nhất nếu thấy mối quan hệ nào tốt thì nên phát triển, còn nếu không thì nên giảm thiểu, thậm chí là chấm dứt. Do ảnh hưởng của thái tuế mà người tuổi Mùi sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn, tốt nhất không nên quá tham lam, chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, nếu không dễ vướng vào chuyện kiện tụng. Việc làm ăn thì cần chân chính, dựa vào chính sức của mình mới mang lại nhiều niềm vui, còn tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của người khác thì ắt phải gặp nhiều mối ưu phiền. Trong năm Canh Tý, tuổi Mùi tránh đến những nơi ẩm thấp hoặc có nhiều nước khiến cơ thể khó thích nghi, mang đến những tai họa ngầm. Chú ý rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường thể chất. Để bổ trợ cho thân mệnh, giúp gia chủ kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Tuổi Mão. Năm 2020, tuổi Mão gặp cục diện hình thái tuế, tài lộc sự nghiệp cũng có bước tăng tiến nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe trong năm Canh Tý cũng không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, Tý Thủy tọa tại chính ấn, ấn quang tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón các thần, hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc, lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân, theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên do thái tuế Tý Thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần chú ý trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn phải có sự thỏa thuận, nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả có thể khôn lường. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng để không bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài lường. Thái tuế còn mang theo những hung tinh, đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này. Trong năm thì hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa thị phi, vướng họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá thải hao của. Theo phong thủy gia cát, năm 2020 tuổi Mão làm gì thì tốt nhất phải tuân theo quy định pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân mà chủ quan tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát tốt bản thân để cho dục vọng và tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được. Mão Tý tương hình, Tý Thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế đến những nơi âm u ẩm ướt, dễ gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý nhân tam hợp, hóa giải hạn thái tuế, tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ thì thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hành thông thuận lợi, giúp tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Tuổi Ngọ.
Tử vi năm 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung Thái Tuế, khi có những nốt ruồi tại những vị trí đại kỵ thì sẽ dẫn tới hiểm họa trùng trùng. Tí Ngọ tương xung lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó về được như ý, dễ bị chèn ép, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có vài sự chuyển dịch về chỗ ở hay là chỗ làm, cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như là tuế phá, tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài lại bị Thái Tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ vào năm nay không được tốt cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định pháp luật, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về sức khỏe thì con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, không dùng các chất kích thích, nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra Thái Tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế năm thủy hỏa xung khắc này, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Ra khỏi nhà thì cần phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, chớ nên mang theo nhiều đồ có giá trị theo người. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài, nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp mệnh chủ làm ăn được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Tới đây thì xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.